một phiên tòa diễn ra sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa đã gây sự quan tâm đặc biệt đối với dư luận. Một người cậu hiếp dâm hai đứa cháu ruột của mình, chị mới ở lứa tuổi lên 8 lên 9. Bị cáo là Phạm Hoàng Đạo, 29 tuổi, đã phải nhận lãnh mức án 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Hưng và chị Phạm Hoàng Ngọc Bích kết hôn với nhau và có hai con chung là N 9 tuổi và Quy 8 tuổi. Do phải phụ gia đình bán hàng nên chị Bích về sống cùng cha mẹ ruột tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Còn chồng chị và hai con sống tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2015, do hai cháu N và Quy đang được nghỉ hè nên anh Hưng gửi con về nhà ngoại. Trưa cùng ngày, khi mọi người vắng nhà, khi ngồi xem TV cùng hai cháu ruột, Đạo đã lấy điện thoại ra xem hình các cô gái mặc áo tắm và nảy sinh ý định hiếp dâm cháu ruột. Đạo đến sát chỗ bé chị 9 tuổi đang ngồi xem TV, cởi quần áo rồi đè cháu thực hiện hành vi giao cấu, làm cháu đau và khóc. Thấy vậy, bé em 8 tuổi lao sang cắn vào tay của Đạo và nói bỏ chị con ra, thì Đạo quay sang hiếp luôn cả cháu này. Ngoài ra sau đó, Đạo còn thực hiện hành vi hiếp dâm 3 lần với cháu N và 2 lần cháu Quy tại phòng ngủ của Đạo, phòng ngủ của mẹ cháu và phòng sinh hoạt chung cho đến khi ba các cháu phát hiện và báo công an. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử lưu động tại phường Tân Chánh Hiệp quận 12 vụ án giết người do Ngô Văn Phong thực hiện. Theo cáo trạng, Phong và chị Trần Thị Ngọc Anh sống như vợ chồng, có một người con chung. Phong thường chở vợ đến công viên phần mềm Quang Trung để bán dâm cho khách vãng lai. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, anh Lê Đức Lộc đến hỏi mua dâm. Anh nghi ngờ anh Lộc là công an nên từ chối, bỏ đi thì bị Lộc đuổi theo, dở trò sàm sỡ. Anh chị hô hiếp dâm liền bị Lộc đánh thấy thế phong chạy tới đánh nhau với lộc và lấy dao bấm để sẵn trong cốc xe đâm hai nhát trúng ngực làm lộc chết trên đường đến bệnh viện xét thấy người bị hại có một phần lỗi và làm cho vợ phong bị thương 10% phong gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động bị cáo thành khẩn khai báo và đã ra đầu thú nên tòa tuyên phạt phong 20 năm tù buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 162 triệu đồng cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo mai vũ phương về tội xâm phạm quốc kỳ theo cáo trạng, sau khi nhậu say, Phương nhờ bạn trở về nhà trọ. Đến phường 3 thành phố Vĩnh Long thì lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại do Phương không đội mũ bảo hiểm, còn người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Tức giận vì xe bị tạm giữ nên trên đường đi bộ về nhà trọ, Phương đã xô ngã 8 cây cột sắt treo quốc kỳ rồi giật tiếp một lá quốc kỳ vứt xuống vỉa hè. Nhiều người đi tập thể dục đã tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ đang trôi trên kênh Như Lộc Thị Nga, đoạn qua phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đã gọi nhân viên công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang vệ sinh gần đó tới cố định thi thể đợi lực lượng chức năng đến giải quyết. Thi thể là nữ, mặc đồ bộ thun màu tím, áo khoác đen, khoảng 40 tuổi, có mang theo tiền, đồ trang sức và điện thoại nhưng không có giấy tờ tùy thân. Trong sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa quận Bình Tân để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt võ Trung Nhật 37 tuổi, trú tại phường Bình Khánh thành phố Long Xuyên 18 năm tù về tội giết người. Nguyễn Kim Tráng, 52 tuổi, cùng trú tại địa phương, một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2015, Trần Văn Thái uống rượu và lớn tiếng, nhật đến kêu Thái yên lặng để cho người xung quanh ngủ thì xảy ra mâu thuẫn. Đến 13 giờ cùng ngày, Thái cùng mẹ là Huỳnh Thị Phương Loan, Huỳnh Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Khánh Vân đến tra hỏi vì sao Nhật nghi Thái lấy điện thoại thì xảy ra cự cãi. Lúc này, cậu của Nhật là Nguyễn Kim Tráng cầm dao chạy ra chém nhóm bà Loan nhưng không trúng mà sau đó còn bị phê đánh. Thấy vậy, Nhật vào nhà lấy hai cây dao dùng để lóc thịt bò ra đâm trúng vai Ngọc Thủy, rồi tiếp tục đâm trúng vùng ngực trái Phương Loan, khiến Loan tử vong ngay sau đó. Công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên. Theo đó vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân sống tại giao lộ đường số 17 quốc lộ 1A phường Linh Trung quận Thủ Đức nghe thấy nhiều tiếng động mạnh ngoài đường. Khi họ mở cửa ra xem thì phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm chết bên vệ đường. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đỗ Quốc Thoại sinh năm 1985, ngụ thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một xe máy biển kiểm soát 79F36027, một cái búa và nửa viên gạch có dính vết máu. Trên người nạn nhân có một vết bầm ở miệng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Hùng, 39 tuổi, cùng tăng vật là 90 g ma túy đá tại một khách sạn hùng khai quê ở thị trấn liêm huyện tiên du tỉnh bắc ninh và đã có tiền án 2 năm tù về tội tàn trữ sử dụng ma túy số ma túy này hùng mua của một đối tượng không quen biết ở tỉnh bắc ninh rồi đem vào đắk lắc để tìm mối bán kiếm lời nhưng vừa đặt chân đến thành phố buôn ma thuột thuê khách sạn để ẩn náu thì hùng đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng số ma túy đá đang cất giữ và một số dụng cụ để hút chích ma túy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án dùng thuốc mê cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, khi thuê mặt bằng mở quán giải khát, Nguyễn Thị Hiếu, 30 tuổi, trú tại Biên Hòa, đã nảy sinh mâu thuẫn với chủ nhà là bà Ánh. Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Ánh để trả thù. Hiếu bàn với ba người phụ việc tại quán mua thuốc ngủ loại Lesomin hòa tan vào ly cà phê sữa đá mời bà ánh uống khoảng 30 phút sau ngấm thuốc ngủ bà ánh ngủ say bốn đối tượng này đã lấy toàn bộ tài sản trong phòng của bà ánh gồm tivi tủ lạnh loa âm ly đầu đĩa xe máy Future Nail đưa đi tiêu thụ và bỏ trốn khỏi địa phương. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động tại nhà văn hóa thể thao xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, vụ án giết người vì cờ bạc do đối tượng Nguyễn Ái Tình 35 tuổi ngụ huyện Củ Chi gây ra vào tháng 2 năm 2015. Theo cáo trạng, sau khi đánh bài thua hết 20 triệu đồng rồi mượn tiền bạn gái đánh tiếp cũng thua sạch. Tình hẹn gặp bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị Thúy Mai ở khu rừng tràm để mượn tiền. Đến gặp, chị Mai không cho tình mượn 5 triệu đồng, còn đòi 15 triệu đồng mà tình đã mượn trước đó nên cả hai cãi vã xô đẩy cùng ngã xuống mương. Do Mai vùng vẫy la hét nên tình dùng băng keo quấn quanh miệng Mai, dùng dao đâm nhiều nhát vào tay trái rồi đè cổ dìm Mai xuống nước đến chết. Tình lấy xe máy của Mai cầm được 10 triệu đồng rồi vào sòng bạc ở Campuchia đánh bài, nhưng thua cháy túi. Gần 2 ngày sau, Tình quay lại vớt xác Mai và các 20 chiếc vòng tay trên người chết đem đi bán được thêm 15 triệu đồng nữa. Tòa đã tuyên phạt Tình mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là án tử hình. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và bắt giữ một cụ bà 76 tuổi, quốc tịch Úc, cất giấu gần 3 kg heroin trong hành lý, chuẩn bị xuất cảnh đi Úc. Số lượng ma túy gồm 9 bánh heroin được cất giấu tinh vi trong năm hũ đựng mắm caro để lẫn trong thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Qua lời khai ban đầu, đối tượng tham gia cờ bạc bên Úc và đã bị các đối tượng trong đường dây khống chế buộc phải vận chuyển ma túy này, dự kiến trị giá đến 720.000 đô la Mỹ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự một thanh niên dùng dao khống chế nhân viên quán cà phê Trung Nguyên đòi gặp chủ tịch tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 5, Lê Văn Công 26 tuổi, thường trú tại Kim Trung Đông Anh Hà Nội, đến uống cà phê tại quán cà phê Trung Nguyên tại số 45 Lý Tự Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó trong lúc nhân viên Hoàng Thị Ngọc Thủy 25 tuổi đến tính tiền thì bị công bất ngờ rút dao Thái Lan giấu trong người dí vào cổ khống chế nhân viên này. Công yêu cầu được gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc là người có trách nhiệm của tập đoàn Cà phê Trung Nguyên để khiếu nại việc đánh cắp chất xám của mình. Ít phút sau, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có mặt. Lợi dụng lúc công không chú ý, công an đã khống chế và giải thoát cho chị Thủy. Chị Thủy bị thương nhẹ ở lòng bàn tay. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được danh tính thi thể của một nam thanh niên trôi sông được phát hiện tại khu vực phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Trung, 43 tuổi, quê ở Đà Nẵng. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 5, tại đình thần Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, một chủ ghe chở heo đất đang neo đậu bên bờ thì phát hiện một vật thể lạ. Khi lại kiểm tra thì thấy xác một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm thanh niên sau khi nhậu say đã đi gây sự đánh người gây thương tích. Nhóm này gồm Ra Lan Nghiêm, 27 tuổi, Y Giác Ken, 21 tuổi và Y Ngung Eban, 30 tuổi, cùng trú ở Buôn Đung, xã Cư Ebua, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhậu xong, trên đường về ngang qua láng của thợ hồ đang ở tạm để làm nhà cho người dân trong buôn đung, Ra Lan Nghiêm nhớ lại chuyện trước đây mình đã từng bị một nhóm thợ hồ chửi nên đã cầm gậy xông vào đánh những thợ hồ trong láng. Thấy vậy, Y Dắt và Yên Ngung cũng làm theo. Cả ba gây thương tích 15% cho anh Lê Quang Tấn và Nguyễn Tấn Huy. Anh Ngô Văn Diện bị thương tích 10%, nặng nhất là anh Nguyễn Thành Tài, người trong coi vật tư khoan giếng ở Buôn Đung, bị thương tích 40%. Được biết Ra Lan Nghiêm và Y Ngung Eban mới ra tù được hơn một năm, nhưng không lo tu chí làm ăn mà thường xuyên leo lỏng tụ tập ăn nhậu. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, công an huyện Ba Tơ đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng, 38 tuổi, ở thôn Làng Giấy, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ về hành vi trộm cắp. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Dũng cùng một số người đến nhà của ông Phạm Quang Đối, 50 tuổi, ở thôn Nước Lá, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ để nhậu. Tại đây, trong lúc ông Đối móc tiền trong túi mua rượu, thì Dũng phát hiện có túi ni lông chứa nhiều chỉ vàng nên nổi lòng tham. Lợi dụng lúc ông Đối ngủ say, Dũng lục túi lấy vàng rồi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi tiêu hết tiền, Dũng bỏ nhà đi làm thuê ở địa phương khác thì bị bắt. Một người đàn ông quốc tịch Ma Rốc đã bị kẻ cướp dùng vật nhọn đâm bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào tối ngày 27 tháng 5, chị Trang cùng chồng là anh Rachid, quốc tịch Maroc, và con nhỏ đi ô tô về chỗ ở tại chung cư Phúc Yên, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Trang vừa xuống xe thì hai nam thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc bóp chị đang cầm trên tay. Anh ra đuổi theo dàn co thì bị một thanh niên dùng vật nhọn đâm sượt qua mặt và ngực. Theo một số nhân chứng, khi anh ra đuổi theo thì có hai thanh niên khác đi xe máy cản đường. Sau khi nhóm thanh niên tẩu thoát, chị Trang phát hiện chiếc bóp của mình còn rớt lại, còn anh Rajit bị thương chảy nhiều máu và mất hai chiếc điện thoại iPhone cùng một số tiền. Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị chức năng liên quan đã đến hiện trường điều tra truy xét vụ việc.